Xin chào các bạn, tôi là ong Thành Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm về ong mật, vật tư nuôi ong. Hôm nay tôi chia sẻ về chủ đề mà nhiều anh chị quan tâm và đam mê hoặc sở thích nhưng do điều kiện sống ở thành phố nên rất quan tâm. Đó là chủ đề nuôi ong ở thành phố. Nuôi ong ở thành phố. Con người ngày càng chú trọng đến thiên nhiên, môi trường sống xung quanh. Chính vì vậy những năm gần đây ở những thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều dự án đầu tư trồng cây xanh, hoa viên đô thị rất nhiều. Chính điều này làm cho việc nuôi ong đô thị trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Vừa đem lại mật tiêu dùng lại tạo không gian giải trí và rất tốt cho cộng đồng dân cư cũng như cộng đồng sinh thái khu vực. Nhiều thành phố trên thế giới như Washington DC đang bắt đầu nuôi ong để chống lại sự suy giảm số lượng ong và giúp thúc đẩy nông nghiệp và kinh doanh địa phương. Các thành phố đang tìm kiếm tăng trưởng kinh tế bền vững có thể xem xét đầu tư vào một nguồn dường như không chắc chắn. Nuôi ong ở đô thị, trái ngược với những gì người ta có thể mong đợi, ong thành thị sống sót tốt hơn, tạo ra nhiều mật hơn và khỏe mạnh hơn ong nông thôn. Trước những thực tế này, các thành phố nên tận dụng và đầu tư vào việc nuôi ong ở đô thị. Việc nuôi ong trong bối cảnh đô thị sẽ không chỉ giúp các thành phố phát triển kinh tế mà còn có tác động tích cực đến môi trường sinh thái, sức khỏe cộng đồng, tận dụng tốt các không gian trống. Một, ưu điểm thành phố hiện đại chú tâm rất nhiều loại cây có hoa, lại ít người nuôi ong nên việc nuôi ong ở thành phố có được môi trường rộng rãi, không phải lo đến những loại thuốc trừ sâu giống như ở những vùng nông nghiệp. Diện tích lại rất rộng, những không gian không sử dụng đến như ban công, mái hiên, sân thượng chính là nơi lý tưởng cao ráo, thông thoáng và mát mẻ cho loài ong sinh sống. Hai, nhược điểm khu vực thành phố là nơi không có nhiều hoa bằng ở nông thôn nên việc nuôi cần cho ăn chăm sóc thêm. Mà đa số cư dân ở thành phố hầu hết là người làm nghề, không chuyên đến nông nghiệp và không hiểu về chăn nuôi nhiều nên việc chăm sóc loài ong là những khó khăn. Đa phần nhiều người chưa từng nuôi ong nghĩ rằng nó rất hung dữ, tấn công cả chính chủ nhân và cả hàng xóm của họ nên không dám nuôi. Kết luận, việc nuôi ong ở thành phố là việc phù hợp và cần mở rộng chứ không phải là việc không thể, nên anh chị nào có ý định nuôi ong hữu cơ dùng gia đình, hoặc nuôi làm cảnh, nuôi giải trí hoặc đặc biệt để ở quán cà phê sân vườn thì thể hiện được sự sang trọng cũng như tính tò mò thẩm mỹ và giải trí cao. Những anh chị nào có kiến thức về ong mật muốn tận dụng không gian sân thượng các chung cư nhà cao tầng có thể đặt vài chục đàn và tạo ra một thương hiệu riêng cho mật ong thành phố là điều rất khả thi, hợp lý và mang tính đột phá thành công mới. Chúc anh chị có những trải nghiệm thú vị về nuôi ong ở thành phố. Video đến đây kết thúc, anh chị nhớ ấn like và đăng ký để ủng hộ cũng như không bỏ lỡ những video tiếp theo.